Quý vị và các bạn đang theo dõi video trên kênh YouTube Góc Cảnh Giác. Thưa quý vị, là tài sản có giá trị, vàng vẫn luôn là đích ngắm của bọn tội phạm. Bên cạnh vụ việc cướp vàng, nhiều đối tượng cũng lợi dụng các sơ hở của chủ sở hữu, giả vờ vào mua vàng để trộm, thậm chí dùng hung khí đe dọa để cướp vàng tại các tiệm. Tuy thủ đoạn này không mới, nhưng vẫn còn nhiều chủ tiệm vàng đã mất tài sản. Ngoài sự manh động của các đối tượng, nguyên nhân còn do sự chủ quan của một số chủ tiệm. Có những chủ tiệm vàng kịp thời bắt được kẻ trộm, nhưng cũng có những chủ tiệm lại không được may mắn như thế. Trong video ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi lại những vụ cướp vàng bất chấp và vô cùng manh động. Hẳn quý vị vẫn chưa quên được vụ việc xảy ra đầu năm 2023. Trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một đôi nam nữ đi cướp tiệm vàng bị chủ nhà tung cước hạ gục, đang nhận được nhiều sự quan tâm chú ý. Cụ thể, một đôi nam nữ vào cửa tiệm giả vờ hỏi mua vàng, sau đó chúng dùng bình xịt hơi cay tấn công chủ tiệm vàng, sau đó cướp một dây chuyền vàng 24 carat trọng lượng khoảng 3 chỉ, một mặt dây chuyền vàng 24 carat trọng lượng 1 chỉ và một vòng đeo tay vàng 24 carat trọng lượng 2 chỉ, tổng trị giá trên 32 triệu đồng. Tuy nhiên, khi vừa lên xe chuẩn bị tẩu thoát, chủ tiệm vàng đã vội vàng đuổi theo, tung cước hạ gục khiến chúng phải vứt lại xe máy rồi bỏ chạy. Được biết sự việc xảy ra tại một tiệm vàng ở thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, An Giang. Ngay sau đó, Ban Chỉ huy Công an huyện Chợ Mới đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an thị trấn Mỹ Luông và Công an xã Mỹ An nhanh chóng vào cuộc, triển khai lực lượng truy bắt thủ phạm. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Đỗ Duy Khánh sinh năm 2001 và Nguyễn Thị Kim Thoa, vợ Khánh sinh năm 2001, thường trú phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An, thủ phạm gây ra vụ cướp đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một vườn xoài thuộc ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới. Tại cơ quan công an, Khánh và Thoa khai nhận, 13 giờ 10 phút ngày 4 tháng 1, Khánh và Thoa điều khiển xe mô tô đến tiệm vàng Kim Chi, giả vờ hỏi mua vàng. Sau đó được chủ tiệm đưa cho một sợi dây chuyền có gắn mặt bằng vàng và một vòng đeo tay vàng để xem. Thoa kêu chủ tiệm tính tiền thì Khánh bất ngờ dùng bình xịt hơi cay mang theo xịt vào mặt chủ tiệm vàng để Thoa lấy số vàng, rồi cả hai chạy ra ngoài bỏ lại phương tiện rồi cùng nhau bỏ chạy. Sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, không ít người bày tỏ phẫn nộ trước sự liều lĩnh của đôi vợ chồng. Theo đoạn clip có thể thấy, thời gian đối tượng gây án vào giữa ban ngày, thậm chí còn chuẩn bị sẵn đồ xịt hơi cay, chứng tỏ đã có sự chuẩn bị từ trước để trộm cắp. Rất may mắn, người chủ nhà đã phản ứng kịp thời, lao ra tung cước đạp ngã xe máy khiến các đối tượng phải bỏ xe chạy. Ai nấy xem cũng phải giật thót tim trước pha ra chân vô cùng dứt khoát và dũng cảm của chủ tiệm. Có thể thấy không phải bất cứ chủ tiệm vàng nào cũng có thể xử lý tình huống một cách tỉnh táo và kịp thời như vụ việc trên. Cũng cùng với thủ đoạn này, một thanh niên đã khiến cho chủ tiệm vàng cảm thấy vô cùng bối rối với pha quay xe bất ngờ của mình. Đó là Phạm Ngọc Duy, 30 tuổi, đến tiệm vàng, vờ mua hàng rồi cầm sợi dây chuyền và lắc phóng bỏ chạy. Duy ở xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước bị bắt để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Công an huyện Bắc Trà My cho biết ngày 23 tháng 3 năm 2022. Duy khai thiếu tiền để trả nợ nên lên kế hoạch để cướp tiệm vàng. Sau khi khảo sát địa điểm và chuẩn bị đầy đủ công cụ, phương tiện thì Duy lựa chọn tiệm vàng AB để thực hiện hành vi phạm tội. Tối ngày 16 tháng 3, anh ta đi xe máy đã tháo biển số đến một tiệm vàng ở thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My. Nữ chủ tiệm vàng đưa Duy xem một dây chuyền vàng 4 chỉ và một lắc vàng 3 chỉ loại 24K. Anh ta cầm trên tay xem, lấy điện thoại chụp nói gửi cho vợ xem. Trong tích tắc lợi dụng sơ hở của bà T, Duy cầm số vàng này trên tay lên xe bỏ chạy. Đến khu vực đất trống, gần khu dân cư chợ Bắc Trà My, anh ta đã bỏ mũ bảo hiểm, áo khoác, khẩu trang, gắn biển số xe và đến thành phố Tam Kỳ bán tang vật được hơn 35 triệu đồng. Từ trình báo của nạn nhân, ngày 21 tháng 3 năm 2022, cảnh sát bắt Duy, số tiền vàng bán được Duy cho mẹ 500.000 đồng, cho người yêu 2 triệu đồng, còn lại tiêu xài hết. Có thể thấy, hầu hết các cửa hàng vàng hiện nay đều nằm sát các trục đường giao thông lớn, lực lượng bảo vệ yếu, lại thiếu các biện pháp an ninh. Và đây là các yếu tố tạo điều kiện cho các đối tượng gây án rồi nhanh chóng tẩu thoát. Vụ việc trên cũng là bài học cảnh tỉnh, tiếp tục là lời cảnh báo đến chủ các cửa hàng vàng trong việc bảo quản tài sản và tính mạng của chính mình.
Với giá trị tài sản lớn lại nhỏ gọn, dễ cất giấu, tàng trữ, mua bán, nên vàng và trang sức luôn có sức hấp dẫn đối với những đối tượng trộm cắp cướp giật. Và chiêu giả vờ mua vàng rồi cướp bỏ chạy tiếp tục là thủ đoạn mà tên cướp Phạm Thanh Tú, 28 tuổi, ở xã Tân Thới, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Chiều ngày 8 tháng 11 năm 2020, do không có công việc ổn định, lại cần tiền tiêu xài, Tú đã lên kế hoạch cướp giật tài sản ở tiệm vàng. Nghĩ là làm, khoảng 13 giờ 45 phút, Tú chạy xe vào tiệm vàng Minh Phong Tú ở phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ hỏi mua vàng. Tú cầm bọc ly lông bên trong chứa đựng các miếng giấy bìa cứng và tiệm vàng. Lúc này đây, Tú giả vờ hỏi mua vàng, nên anh Đặng Minh Phong, chủ tiệm vàng, lần lượt lấy ra một sợi dây chuyền bằng vàng 17K, trọng lượng hơn 2,1 lượng, và một chiếc lắc đeo tay bằng vàng 17K, trọng lượng khoảng 1 lượng, đeo thử lên người Tú. Khi đó, Tú giả vờ hỏi mua thêm một chiếc nhẫn vàng và kêu anh Phong cân thử. Lợi dụng lúc anh Phong vừa quay vào phía trong tiệm vàng, thì Tú nói ra xe lấy thêm tiền rồi nhanh chóng điều khiển xe mô tô bỏ chạy. Anh Phong truy hô đuổi theo, đồng thời trình báo đến công an phường Trà Lồng. Sau khi nhận được tin báo của anh Phong, công an phường Trà Lồng phối hợp với công an các xã phường trên địa bàn thị xã Long Mỹ tiến hành truy bắt. Đến khoảng 14 giờ 40 phút cùng ngày, khi Tú đang điều khiển xe mô tô đi đến ngã ba Vĩnh Tường thuộc khu vực Bình Tân, phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ thì bị công an phường bắt, thu giữ số vàng mà Tú vừa chiếm đoạt được và các đồ vật tài liệu liên quan. Quá trình điều tra, Tú và một đồng phạm khác còn khai với thủ đoạn trên, trước đó thực hiện hai vụ cướp giật tài sản tại thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy. Qua vụ việc trên, các tiểu thương ngoài nâng cao cảnh giác, đề phòng không để bị tội phạm lợi dụng tâm lý chủ quan, sự sơ hở của bản thân để cướp tài sản, cũng cần phải chú ý quan sát, đặt nghi vấn với những giao dịch không rõ ràng, không quá chủ quan để tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc. Thời gian vừa qua, tại nhiều tỉnh, thành phố đã xuất hiện các vụ việc cướp tại tiệm vàng với các hành vi táo tợn và manh động. Do đó, ngoài việc tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng công an còn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về thủ đoạn tinh vi của tội phạm để các cơ sở chủ động phòng ngừa, cảnh giác trước mọi tình huống. Nhất là vào thời điểm trước và trong Tết, khi các hoạt động giao dịch mua bán gia tăng thì loại tội phạm này luôn diễn biến phức tạp. Thực tế cho thấy bên cạnh nhiều cơ sở, chủ sở hữu thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ tài sản của mình, vẫn còn không ít người còn sơ hở để bọn tội phạm thực hiện hành vi dẫn tới mất của, nhiều khi còn nguy hiểm tới tính mạng. Điều đáng nói, các chủ tiệm vàng khá chủ quan với loại tội phạm giả vờ mua vàng rồi bỏ chạy. Đây chính là kẽ hở để các đối tượng xấu ra tay cướp tài sản. Có trường hợp chủ tiệm giao hẳn vàng cho khách dù chưa thu tiền. Chỉ đến khi tên cướp lấy tài sản bỏ chạy, họ mới hốt hoảng cầu cứu. Ngoài thủ đoạn giả vờ hỏi mua vàng rồi ra tay cướp giật, kẻ gian còn giở chiêu trộn lẫn vàng giả và thật rồi đến tiệm cầm đồ giở chiêu lừa đảo. Trước thực trạng trên, cơ quan công an khuyến cáo các cửa hàng nên lắp đặt hệ thống camera có độ phân giải cao ở những vị trí dễ dàng quan sát khách hàng nhất. Bởi vào thời điểm phòng chống dịch COVID-19, hầu hết khách hàng đều đeo khẩu trang, nên nếu xảy ra cướp giật thì việc xác định đối tượng phạm pháp sẽ gặp khó khăn. Bên cạnh đó, các hộ kinh doanh cần thường xuyên cập nhật, theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp giật tài sản, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự bảo vệ tài sản và tố giác tội phạm nhằm tự phòng ngừa và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Vâng, ý kiến các bạn như thế nào về vấn đề này? Đừng quên để lại quan điểm dưới phần bình luận. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.